Ừ kìa, xong lẳng nghe, xong rồi chị xong chị cầm nó lại đòi. Lẳng dép đi. Ủa, có cái gì đấy cho mẹ à? Cầm lên. Dép để bỏ vào túi Thật báu để cất đấy. đi cho Rồi. mới để Tết đi à? Tức mũi quá con ạ. Xong hai chị em hai tay hai túi, mỗi đứa một túi cái dép, dép để xỏ vào chân rồi không ra lệnh nghe ngó điện thoại à? Dép kia cho em chị đi con. Dép thì để sách vậy à? Hả? Đấy, ném chặt đất vậy. Xong chị cầm xong tí lại đòi chị. Đấy, chị cầm ra xong chị xách đi, xong một tí lại đòi. Nhiều. Đấy, xong tí lên kia lại đòi. Xem. Không cầm.